Em xin chào các anh chị và các bạn. Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn chè nha. Ở đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Hướng này thì chúng ta sẽ đi đến chợ Hòa Bình nè, Trần Hưng Đạo, rồi bến Hàm Tử, theo con đường Bùi Hữu Nghĩa này. Còn hướng này thì chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Dịch Quay, Vĩnh Phong. Ở đây có sự tham gia của Mỹ và bạn đồng nhỏ đây. Thì ở đây là số 98 Bùi Hữu Nghĩa, địa chỉ 98 Bùi Hữu Nghĩa. Ở đây có quán chè Thanh Tâm. Rất là đông ở đây ha. Buổi tối ngồi cũng mát mẻ nữa. Cái thực đơn ở đây để mình xem nha. Đây có chè Thái nữa này, nhãn nhục, chè trái vải, tầm giá hai mấy ngàn thôi, 28 ngàn. 28, 20, 22 nè. Rồi trà trân châu, củ năng, cao quy linh, xương sáo. Các anh chị bạn nào ăn chè gì đây? Không, mình bà con ăn gì kêu luôn nha, để em kêu luôn cho. Chè mè đen nè, chi mè phụ. Chào các bạn, mình học chè nha. Học đi, học chè hả? Này chè Thái. Cái này chè trái vải. Cái này là chè bạch quả. Nay đồng học chè nữa. Cái này là thông khẩu lượng. Chè hạt đúng. Đúng rồi. Sâm bổ lượng đây. Này bạn đồng nhỏ với nị ăn sâm bổ lượng. Cô ba là chè đậu đen. Đậu hũ hành dinh. Chè đậu hũ hành dinh. Khúc bạch. Khúc bạch. Ly gì? Ly đá. Thôi không lấy lạnh. Đấy, nó đang thử chè tuyết giáp sữa tươi. Tuyết giáp sữa tươi hả? Ly sâm bổ lượng gồm có bo bo, bạch quả, hạt sen. Hạt sen tươi á. Táo tàu. Táo tàu. Táo mà. Chè đen. Chè mè đen. Chè có ba là chè mè đen. Bo quá trời, bo người đâu. Bạch quả. Đây là bạch quả hả? Bạch quả. Nó thì màu đó kìa. Màu gì? Củ năng nữa, có củ năng nữa. Màu gì đồng? Đồng ơi. Trời ơi, đừng bóc đá ăn mà. Đá lạnh đó. Chỗ này cũng là chỗ lý tưởng mà có dịp các anh chị các bạn đi về Sài Gòn thì mình đến đây và ăn chè nha. Chắc chỗ này là mấy cô chú chắc ai cũng ghé rồi nè. Các anh chị bạn chắc ai cũng biết chỗ này. Ngay góc đường Phan Văn Trị và Bùi Hữu Nghĩa. Bên kia chúng ta thấy, nếu ban ngày thì mình sẽ thấy cái xe Dịch Quay Vĩnh Phong. Dịch Quay Vĩnh Phong ở ngay góc đường này. Rồi chúng ta thử chè mè đen nha. Em mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rất là thơm. Ăn còn lót thơm. Nhớ những ngày gần Tết á. Gần Tết có cái cô hay đẩy xe ở khu vực chợ Cô Giang bán. Mỗi ngày nào mới bán chè này quên rồi ta. Chí mẹ phủ hả? Ngày đồng chí gì đó hả? Chí. Nhanh lúc ăn.
đen như mực luôn. Cái chè này nóng cực lắm á. Làm sao nó nhuyễn vậy? Xay à? Xay ra thường khuấy, phải khuấy đều, khuấy liên tục, không phải bị khét. Khuấy lên liên tục à? Chè này nóng rồi chứ không phải lạnh. Ủa, món này đâu ăn lạnh đâu hả? Không. Mà anh khuấy lên là anh khuấy theo chiều phi đồng hồ với người kiểu. Làm sao vậy? Biết đâu. Người nói vậy, nói vậy. Phải quay một chiều hả? À, này nó chè đây ngọt ngọt, không có đắng lắm mà không có ngọt lắm, vừa thôi. Chè lạnh ăn chè này rất là hợp luôn. À, đâu ăn gì đâu. À, cái trắng trắng là cái gì? Này lấy con mấy tờ đi chú. Nhờ lấy con 2 tờ thôi. À, ủng hộ chú bán vé số 2 tờ thôi. Tại vì cũng gia bảo đừng làm đổ nha gia bảo. Cũng không có nhu cầu, tại vì mình ủng hộ giúp chú thôi. Thấy chú có một tay. Bữa ăn nữa con. Cái chè này á, trời lạnh trời mưa rất là ngon mà. À, ấm. Chè này là của người Hoa phải không? Đi xong một lượng đầy nhóc luôn á. Có lắm tuyết nữa. Thôi được rồi, đừng có ấy nữa. Uống chưa con? Thôi đừng có uống nữa. Uống hồi no đó. Uống hồi lấy viêm họng là bị ho á. À, học chè đi, học chè đi. Nãy học nó lâu rồi. Chị đậu xanh. Chị đi chơi gì? Chè sẽ hổ lượng. Chè hổ lượng đây. Chè trái. Bạch. Bạch gì? Bạch quả. Em thích ăn năm tuyết. Em quá là năm tuyết. Năm tuyết dùng để nấu chè luôn đúng không? Chè khúc bạch. Chè khúc bạch nổi tiếng một thời. Vang danh. Khúc bạch. Tao tofu, tofu là tofu. 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 Như bên Singapore là tofu. Chén này nhiều ghê á. Đâu phải chiên đâu. Ở đây bán từ 4-5 giờ chiều. Ủa? Bữa ban ngày thấy có bán rồi phải không? Như vậy. Đây có để giờ không? Ở đây nặng hô để giờ. Mà ở đây thì theo em biết thì bán từ 4-5 giờ chiều cho đến đến cả 10 giờ đêm á. Rồi một số hình ảnh ở một số hình ảnh ở quán chè Thanh Tâm gửi đến các anh chị và các bạn xem không khí Sài Gòn về đêm ở khu vực chợ Hòa Bình này như thế nào nhé. Rất là nhộn nhịp vui. Đây có quán chè Thanh Tâm số 98 Bùi Hữu Nghĩa. Dịch quay bên kia là buổi tối người ta nghỉ buổi tối là quán gì ta? Coi như quán hủ tiếu.
đổ đó, đổ đá đó. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ông bà nào vậy? Ông bà đâu? Ông bà đâu? Ông bà đâu? Cũng hết rồi.